Xin kính chào anh chị em và các bạn. Chúng tôi xin giới thiệu đến anh chị em và các bạn chiếc đồng hồ dạng vòng lắc được thiết kế toàn thân của đồng hồ cũng như dây là thép trắng mạ ánh kim. Đồng hồ của hãng Geneva có model là 0412 5001 TBL. Đồng hồ lắp máy của Nhật Bản PCMOG. Chiếc đồng hồ có viền bi gen đính đá, mặt số trắng, vân ánh sáng, kim chỉ giờ và số vạch mạ vàng. Chiếc đồng hồ đeo khá là tiện lợi. Chúng ta đeo, chúng ta chỉ mở ra như này, đặt vào đây là đeo được. Cổ tay mình là 17 hơn một chút. Chị em phụ nữ có cổ tay khoảng 17 trở xuống. Đến 16 là đeo đồng hồ sẽ rất chi là đẹp. Đồng hồ chưa sử dụng mới 98%.